trở lại bà đậm. Chỉ tay vào một điểm đáp trên phóng đồ, đại quý sĩ nhìn ông Long và ông bé. À, hai ông xuống đây, ông Long bờ bắc, ông bé bờ nam. Ông bé nhảy liếp đầu, ông Long tiếp theo. Khi cả hai xuống xong xuôi bố trí, chờ lệnh Sóc Trăng. Ngón tay ông sĩ dừng lại ở một điểm khác. Ông Thọ và tôi sẽ xuống chỗ này với điều kiện cuộc đổ quân đợt đầu yếm thấm, bằng không. Ông sĩ nhìn Trung Quý bé, Sóc Trăng sẽ điều động và yếm trợ cho anh trực tiếp. Tất cả cơm nước xong lúc 7 giờ. Một ngày cơm vắt, ba ngày gạo sẵn sàng tại bãi bốc đúng 8 giờ, mỗi liếp đủ 90. Ông nhìn khắp chúng tôi một lượt rồi tiếp. Quý vị cho sao chép phong độ hành quân mới này, rồi về cho kiểm tra kỹ càng lại đơn vị. Nếu không có ai hỏi gì thêm, thì tan hàng. Ra khỏi phòng họp, Trung Quý bé nói đùa với tôi. Đáng lý anh phải nhảy tại chỗ tôi thì đúng hơn gì á. Anh cần trở lại đó để đòi món nợ, cái vụ thằng láng. Còn tôi với tự nói chưa có gì trao đổi. Mình mới trợ dụng này chưa tới nửa tháng mà, sao quay lại? Anh nghĩ coi sếp tính gì đây? Tôi nhìn Trung Quý bé với lòng đau thắt khi nghe anh nhắc đến cái chết của láng. Cái chết cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn bàng hoàng. Lúc nãy tôi đã nhìn thấy trên phóng đồ chỗ đáp của anh và ông Long không xa chỗ láng hy sinh là bao, chỉ chừng hơn 5 cây số đường chim bay thôi. Tôi nói với bé, lúc nãy nhìn hai điểm đáp tôi cũng nhớ lại như anh thôi. Tôi nghĩ cả ông sĩ chắc cũng không được biết gì hơn. Lệnh hành quân nhận qua hệ thống máy PRC-25 hay máy chính, xưa nay không hề kèm theo câu giải thích nào cả. Mình như một thứ thiên lôi, ngọc hoàng sai đao búa đó. Búa dài búa, rồi sẽ có lệnh tiếp tại trận. Trung Quý bé nhúng vai lắc đầu. Bắt trước anh tôi cũng nhúng vai. Tôi nghĩ lần này một là tình hình khu vực đó có biến chuyển, hay là xếp mình cho mình biến chuyển. Biến chuyển cái gì? Hình như ông tướng tư lệnh sư đoàn thấy tiểu đoàn mình chưa có khu giao binh, nên đưa mình vô đó thiết lập danh trại. Biết đâu chừng mỗi đứa tụi mình, bất kể lớn nhỏ gì rồi, sẽ được cấp một căn nhà gạch khang trang giữa bà đầm. Lúc đầu, thấy tôi nói chậm rãi, tỉnh tuồn, Trung Quý bé có vẻ lắng nghe, nhưng khi tôi dứt câu, ông cười thành tiếng. Anh quả là người có khối óc tưởng tượng, tưởng voi. Quả vậy, lần này chúng tôi trở lại bà đầm. Đây là một con kinh ăn thông với kinh Thác Lác. Địa danh bà đầm Thác Lác không xa lạ với người dân vùng Cần Thơ, Rạch Giá, Vị Thanh. Vì con kinh này nằm giáp giữa khu biên giới ba tỉnh, còn với các đứa con sình lầy của 2/33 bộ binh chúng tôi thì nơi đây đã ghi lại không biết bao nhiêu chiến tích oai hùng cũng như bao đau thương trong ký ức. Thời kháng Pháp, đây là vùng sâu quân Pháp không bao giờ léo hánh tới, nên bà đầm Thác Lác là nơi tập hợp các lực lượng yêu nước chống thực dân vùng hai tỉnh Cần Thơ, Rạch Giá. Đến khi Cộng sản tiêu diệt được mọi tổ chức, mọi đảng phái, cướp công kháng chiến của toàn dân, chúng dùng địa phương này làm căn cứ huấn luyện và tổ chức hậu cần. Sau Hiệp định Geneva, Cộng sản tập kết ra Bắc, bà đầm Thác Lác tuy không còn là an toàn khu của chúng nữa, nhưng vùng này vì quá hẻo lánh, quá xa quận và tỉnh lỵ, nên vẫn là căn cứ tốt cho chúng ém quân, chuyển quân, hoạt động khá mạnh nhất là sau giai đoạn 60. Chúng tránh né các đơn vị lớn của chúng ta tối đa, nhưng rình chọn địa điểm tốt để hốt những đơn vị nhỏ yếu. Do đó, mãi cho đến thời gian gần đây giữa năm 69, chỉ có những đơn vị cấp tiểu đoàn chủ lực quân mới được đổ đến vùng này, chứ địa phương quân cấp đại đội hình như chưa khi nào lộ xa đến như vậy. Xin mở ngoặc, giữa năm 1967, tiểu đoàn 42 biệt động quân do thiếu tá Lưu Trọng Kiệt chỉ huy đã cho phơi gần 300 xác cộng quân trên bờ kinh Thác Lác, nhưng không may ông cũng đã hy sinh tại đây trong trận đó. Xin đóng ngoặc. Trao phóng đồ mới cho các trung đội trưởng, tôi bảo các anh ráp vô bản đồ, xong tôi hướng dẫn các anh cụ thể. Mình nhảy liếp thứ ba, nhưng thật ra là liếp đầu, vì ông bé cũng là ông Bravo. Tuy có nhảy trước mình từ sáng sớm, nhưng hai ông xuống chỗ này. Tôi chỉ tay ngay mục tiêu 13, nằm trên kinh ông huyện, ranh giới giữa Kiên Giang và Chương Thiện, còn chúng ta đáp chỗ này. Tôi chỉ vào mục tiêu 6, nằm trên con kinh Thác Lác. Khoảng cách hai mục tiêu tính theo đường chim bay gần 13 cây số, do đó hồng ai nấy giữ, không yểm trợ gì cho nhau. Lần trước vừa xuống nước là mình ăn pháo cách chỗ này không xa gì lắm, các bạn chắc còn nhớ rõ. Bước lên nhìn từng vị trung đội trưởng để dò phản ứng, thấy ai cũng chăm chú, tôi nói tiếp. Các bạn biết rồi đó, chỗ này không có pháo binh nào bắn tới, nên ngoài trực thăng võ trang, chúng ta chẳng có gì để trông chờ.
Do đó, ngay khi về trung đội, các bạn cho kiểm tra chặt chẽ lại đặng M16 và M79. Anh nào hao hụt hơn 1/4 cấp số, phải báo ngay để xin bổ sung. Lưu ý, mình Claymore và Chiếu Sáng nhắc nhở em Út ráng mang theo tối đa, không có được bỏ lại bớt. Trước khi cho các trung đội trưởng đặt câu hỏi, tôi nhấn mạnh, không có cấm quân nhưng sau 8 giờ tối nay, điểm danh tại chỗ và báo cáo quân số hành quân cho tôi lúc trước 9 giờ. Thành phần bệnh tật tái khám và bất khiển dụng sẽ theo GMC về tiền trạm. Xe khởi hành đúng 7 giờ 30 sáng. Tôi cười cười nhìn Kiểm. Anh có muốn hỏi gì nữa không? Kiểm đưa tay bấm bấm, nhổ nhổ mấy cọng râu dưới cằm, cười gượng gạo. Dạ không. Ông thầy, đi bao lâu để chuẩn bị mang thuốc Ruby? Suýt bật cười vì nghe câu hỏi vừa pha trò vừa mang tính dò la của Kiểm, nhưng tôi làm nghiêm. Tôi dặn anh em là mang đạn và Claymore chứ không có dặn mang Ruby. Nếu anh thích thuốc hơn ăn thì cứ lấy gạo đổ Ruby, không ai cấm đón gì cả. Còn đi bao lâu thì đã phổ biến rồi, 1 ngày cơm vắt, 3 ngày gạo. Tất cả cùng cười. Mục tiêu vẫn mịt mùng nước. Nước còn cao hơn nửa tháng trước đây khi chúng tôi nhảy vào vùng tam tỉnh này. Nhưng cả hai cánh quân đều xuống mục tiêu an toàn, không cánh nào chạm địch. Nước nổi cao, dân tràn bờ, cho nên ngay cả khu vườn cây cũng bị ngập. Chỉ một ít mô đất cao hoặc nền nhà cũ là chưa ngập nước mà thôi. Một điều hơi an ủi là vườn tược nơi đây không mịt mùng, âm u như kinh thị đội trong lần nhảy tuần rồi. Từ bờ sông ra tới mí ruộng, chỗ nào chúng tôi bố trí khoảng 150 mét là cùng. Sóc Trăng cho lệnh tôi bung rộng lục soát và án ngữ tại chỗ để chờ cánh Alpha của tiểu đoàn xuống. Cảnh giác rất cao, mình bẫy địch luôn luôn là quan tâm hàng đầu của tôi. Tôi quan niệm rằng tại chiến trường, mặt đối mặt, thằng nào bắn trước, thằng đó làm cha. Bắn chậm chết tráng chịu, không ăn năn ăn lát gì cả. Nhưng lười biếng lơ là, chảnh mãn, khinh địch. Vừa đi vừa ca sàng xê để nổ một quả 105. Thương vong cả chục thì đau không thể tả được. Dù có chiến công to lớn cỡ nào cũng không thể bù đắp. Cho nên lúc nào cũng vậy, khi đổ quân tiến chiếm mục tiêu ở vùng đất lạ là tôi ca ngay bài ca. Thân thể người ta theo sách giáo khoa chia ra làm 5 phần, là đầu mình, tay, chân và cổ cánh. Nhưng theo tôi lúc này thân thể chúng ta chỉ có 3 phần thôi, đó là tai, mắt và chân. Tai để bóp cọ, mắt để nhìn cho kỹ, phải thấy cho được cây kim sợi chỉ gậy mìn. Sợi chỉ giăng dưới chân, giăng ngang thắt lưng. Sợi chỉ tuy nhỏ nhưng không phải là không thể thấy nếu chăm chú và chịu khó nhìn. Còn chân thì đi vừa phải, không chạy, không nhảy, không đi chệch ngoài dấu chân đường mòn của người đi trước. Có nhiều khi cái hầm trong địch chỉ cách bước chân của 30 người lính từng bước qua, chưa tới 1 gang tay, nhưng không ai giật mình cả. Mãi đến anh thứ 31 thì sập, ai cũng hiểu được cái bước chân của anh ta đã hại anh. Cho nên những lúc vừa mới đổ xuống vùng trời cao đất lạ, hay vừa phát giác khu vực có mìn, là lỗ tai của mấy ông trung đội trưởng rất mệt mỏi với cái miệng của tôi. Không những tôi căn dặn nhắc nhở liên tục, mà còn thỉnh thoảng lội lên tận anh khinh binh đi đầu để nhìn mấy ông trung đội trưởng thi hành lệnh và điều quân ra làm sao. Mấy ông bị bể với tôi hoài, và tôi có tật dũa dai. Trong những phiên họp sau bữa cơm tập thể, nên một vài anh em lúc đầu cười thầm trong bụng, không mấy lưu tâm nhưng phải thi hành lệnh một cách miễn cưỡng. Về sau đôi lần khám phá ra tử thần đen thui như quả 105, nằm trình hình cách mình không tới một tầm tay vối. Nếu sợi dây nhỏ xíu vô tri giác vướng theo bước chân, chốt gài buộc ra khỏi nhiếp, một cái tích tắc, chưa tới 1/10 giây đồng hồ, cả trung đội 20 quân nhân, máu me xương thịt, gục rang. Có đáng để vô tâm, để cười thầm những lời ông đại đội trưởng thường cằn nhằn nhắc nhở hay không? Đại đội 1 có thể tự hào, ít khi chết một cách vô lý, lãng nhách, lãng xẹt như vậy, chung quy cũng nhờ vào những cái cằn nhằn rất bằng thừa của ông đại đội trưởng có cấp bậc thấp nhất tiểu đoàn. Tôi đi theo anh em quan sát khu vực để bố trí quân, tôi đoán sớm vì cũng 1 tiếng đồng hồ nữa ông sĩ mới xuống được. Toàn vùng những nền nhà cao không ngập nước nhô lên khá nhiều, điều đó cho thấy nơi này trước đây khá đông dân, nay thì họ đã rời bỏ vùng lửa đạn bất an này, di chuyển ra thị xã hay quận lỵ để tránh bom đạn.
Dấu vết sinh hoạt của người dân vẫn còn in đậm qua những vườn cây ăn trái, tuy tiêu điều nhưng chưa trụi hẳn. Một vài đám trâu thơm lẫn trong cỏ rậm vẫn còn đủ xanh, dù đám cỏ ác ôn lúc nào cũng càng lấn chực chờ ăn tươi nuốt sống nó. Đang đứng trên một nền nhà cao so với bình thường, nhưng ở mùa nước nổi này nền nhà cũng không cao hơn mực nước dưới ao dưới mương là bao. Tôi thấy nhiều loại cá trắng nổi phình đưa bụng lên mặt nước, đa số đã chết, nhưng nhiều con đuôi và vi vẫn còn cử động nhẹ nhẹ. Nhìn cạnh mé mương có một lỗ đất bị bể sâu hóm vào ngay mí nước, làm những thân cây chung quanh dính sình đất và loang lỗ vết miễn. Tôi biết lúc nãy một trái rocket của trực thăng võ trang đã phóng trúng bờ mương này, gây ra một số cá trắng chết phơi bụng. Kiểm Cần Thuận và Đại báo cho tôi biết là khu vực đã kiểm tra xong và không phát giác ra mìn. Những vùng mà địch ít gài mìn, một đó là vùng chúng thường đóng quân hoặc hay tới lui, hai là vùng của quốc gia ít mở cuộc hành quân vào. Đại kết luận như vậy. Tôi đồng ý với anh và thêm, ở đây cả hai yếu tố anh vừa kể đều có thể đúng hết. Vừa nói đến đây bỗng Thuận gọi lớn, ông thầy, dưới mương có thằng Việt Cộng đang lặn. Tất cả chúng tôi giật mình, quay nhanh lại nhìn xuống mương, hàng chục khẩu M16 trong nòng súng với những tiếng tách tách thật nhẹ của khóa an toàn được mở. Sâu dưới lặn nước còn đục vì trái rocket làm khuấy động một vùng bùn đất. Mọi sinh vật đang di chuyển khá nhanh, làm thành những lượng sóng khá lớn. Sinh vật di chuyển đến đâu sóng rẽ theo đến đó, đặc biệt nó chỉ di chuyển vòng quanh cái mương lớn mà không vọt ra chỗ lạch nhỏ thông ra sông. Ngay khi thấy kích lượng của nó, tôi biết đây không phải là việc cộng, việc trừ gì cả. Con người không có cách lặn dưới lặn nước mà rẽ sóng như con cá. Hơn nữa, gần 5 phút trôi qua, không có thợ lặn nào chịu đựng được lâu như vậy nếu không mang bình hơi. Nhiều anh em có lẽ cũng hiểu như tôi, nên một phần vì tinh thần quỷ lực của đơn vị rất cao, phần khác khi tôi có mặt tại hiện trường chưa trực tiếp ra lệnh, không có người lính nào tự ý bắn hay ném lựu đạn bừa bãi xuống mương cả, dù lúc mới nhìn ai nấy cũng đều giật mình. Tôi đưa tay ra dấu như chính thức lệnh cho anh em đừng bắn, rồi bảo Thận, anh lặn xuống bắt cái thằng GC này lên đi. Thận cười bẽn lẽn, mới đầu thấy nó quẩy thật mạnh dưới nước rồi phóng vô vô, em tưởng trúng mối rồi nên mới la đó chứ, nào ngờ lại thằng cá bông. Cá bông, bà bốn cái miệng la lên cùng một lượt. Thận gật đầu, tôi nghĩ 90% là hắn. Rồi Thận giải thích thêm, chỉ có cá bông mới to và mạnh như vậy thôi, cả trái rocket trúng ngại mương mà nó vẫn còn lội vô vô, tuy vậy nó cũng đự lắm rồi, có thể bắt sống được. Con cá này chắc phải nặng tới 10 kg lận. Nói xong, Thận nhìn tôi như hỏi ý, tôi gật đầu, Thận rất mừng. Lấy cái mùng lưới nhà binh kéo thêm vài ba bạn nữa, tụt xuống lạch, căng mùng, nước sâu tới ngực. Thấy có vẻ như đùa, tôi nghi ngờ hỏi Thận. Con cá to như vậy mà anh lấy cái mùng mong manh để chặn, anh không sợ nó tung lũng mụn tối nay ngủ mũi sao? Thận cười nụ cười vừa khoái trá vừa tự tin. Vậy mà không lũng nổi mới lạ ông thầy. Đây là cách bắt cá gia truyền của nhà em mà. Thận vừa cùng bạn căng mùng ra vừa giải thích thêm. Khi con cá phóng đụng vết mùng, cái mùng tự động chùi theo con cá và ôm dính con cá luôn. Mình chỉ việc nương nhẹ theo nó, đừng có trì lại thì sẽ không bị lũng. Sau đó ta việc từ từ đi theo nó một quãng rồi phân lần đến cái đầu con cá, ôm nó lên bờ là xong. Tôi để ý theo dõi thấy Thận và người bạn sử dụng cái mùng căng phần dưới chân rồi kéo ngược cho nóc mùng bọc nước đưa hứng chặn đầu hướng con cá đang chạy. Và chỉ một lát sau cá đã nằm trong mùng đúng như diễn tả của Thận, còn cá thật lớn có thể tới 10 kg. Cây tròn, xin đóng mở ngoặc, anh em trong đại đội lâu nay vẫn đặt tên cho nó như thế, nhảy cà tưng như trúng số. Quá đã, mới trả quân mà bắt được một thằng di si 10 kg. Mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội như bánh canh. Đêm đầu tiên chúng tôi ngủ ở khoảng giữa kinh 4.000 và 7.000, nghĩa là từ mục tiêu 6 chúng tôi tiến về hướng Tây Nam được hơn 3 cây số, trong khi cánh Bravo của ông Long lại được lệnh tiến về Đông Bắc, tức hai cánh của chúng tôi di chuyển ngược chiều nhau. Nếu lộ trình như hôm nay vẫn tiếp tục, và nếu không có biến chuyển gì thì ngày N3 chúng tôi sẽ bắt tay nhau. Đêm hôm đó chúng tôi ngủ yên giấc sau buổi chiều được một bữa cá bông hấp trao ngổ đồng, một kiệt tác của thợ nấu Thận. Cánh Bravo của đại úy Long,
Ngoài vụ bắn xẻ từ xa vào lúc đầu hôm, nhưng không gây được thiệt hại gì. Ngày N3 chúng tôi bắt tay nhau đúng như dự đoán. Đây là một ngã ba sông giữa hai con kinh, kinh 7000 và kinh Thác Lác. Đặc điểm của con kinh 7000 hay kinh số 7 là nối liền hai con kinh lớn hơn tận cùng hướng Tây Bắc, gặp kinh Thác Lác tận cùng hướng Đông Nam, gặp kinh Xà No. Kinh Xà No chạy từ Bàm sông Cần Thơ xuyên qua quận lỵ Trù Phú, Cái Răng. Còn kinh số 7 này chạy song song với kinh Trạch Hạc, cách kinh này chỉ vài trăm thước và hoàn toàn nằm trong địa phận tỉnh Phong Vinh. Từ ngã ba này đến kinh Trạch Hạc khoảng 300-400 mét. Chiều dài của con kênh số 7 này gần 13 cây số, đó là lý do tại sao hai khẩu pháo 105 đặt tại quận Thuận Nhơn đã hút tầm tới Thác Lác Bà Đập. Chiều ngày nào ba tiểu đoàn nhận được lệnh dừng và bố trí quân tại ngã ba giao điểm kênh số 7 và kênh Thác Lác. Đại đội 1 trách nhiệm kiểm soát ngã tư giao điểm kênh Trạch Hạc và Thác Lác, do đó tôi cho cần trung đội trực lên đường ngay để kịp phục kích đêm kiểm soát chặt chẽ trục lộ này. 8 giờ sáng ngày N4, các đại đội trưởng được mời lên bộ chỉ huy tiểu đoàn họp. Ông Sĩ nói thẳng cho chúng tôi biết: chúng ta được lệnh triển khai công sự bố trí tại đây, do đó lát nữa tôi sẽ cùng các anh phân định lại vị trí phòng thủ, đào và tu bổ công sự hồi hôm. Chúng ta có một tuần lễ để thiết lập hệ thống phòng thủ này thật kiên cố. Ông nhìn chúng tôi, nhếch môi tiếp: tiểu đoàn chúng ta trách nhiệm khai phá và clear vùng này trong giai đoạn đầu. Trung đoàn sẽ có kế hoạch lưng phiên thay thế. Mỗi tiểu đoàn lấy cái mốc tối thiểu 1 tháng kể từ hôm nay, và sự lui tới trấn nhậm miền xa này có thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Ông tự tán thưởng cho câu nói của mình bằng một nụ cười heo hắt, rồi xoay qua Trung úy bé ông Sĩ tiếp: ông bé, bùng đại đội ra giữ an ninh cho bãi đáp của chuyến tiếp tế lương khô, đạn dược và tiếp liệu. Trực thăng sẽ đáp lúc 10 giờ sáng, xong về bố trí mặt Đông Nam. Xoay qua tôi và Đại Quý Long, ông Sĩ tiếp: ông Thọ, rải từ ngã ba Thác Lác, kinh số 7 kéo dài về hướng kinh Trạch Hạc, với một chốt thường xuyên ngày đêm có mặt ở ngã tư Thác Lác và kinh Trạch Hạc để kiểm soát chặt chẽ trục lộ này. Ông Long, nói từ ông bé đụng ông Thọ. Và ông Sĩ nhìn Trung Quý Định, sĩ quan truyền tin xử lý thường vụ đại đội chỉ huy, trinh sát và vũ khí nặng trách nhiệm mặt sông. Ông Sĩ nhìn khắp chúng tôi một lượt, như chờ nghe câu hỏi. Khi thấy ai nấy đều chăm chú theo dõi nhưng không ai hỏi câu nào, ông Sĩ hất nhẹ hàm về hướng tôi: ông Thọ có ý kiến gì không? Tôi cầm cây bút chì mở đỏ kéo từ vị trí đóng quân lên đến quận lỵ Thuận Nhơn, rồi nhìn các vị đại đội trưởng, sau cùng nhìn thẳng vào mắt ông Sĩ hỏi: vị trí pháo binh 105 gần chúng ta nhất là từ quận lỵ này, nhưng khoảng cách 15 cây số hút tầm rất xa, chỉ còn 155 ly từ Dĩ Thanh thì cũng hút luôn. Vậy phải chăng chúng ta không cần chấm điểm tiên liệu tác xạ và quấy số ban đêm và quả lực yểm trợ, thì ngoài không yểm ra chúng ta chẳng có cái gì khác? Ông Sĩ nhìn lướt qua tất cả rồi nhìn tôi: y chang như vậy, chúng ta chỉ có một cái khác là hầm hố thật kiên cố và sức chiến đấu, cho nên các anh phải kiểm tra hầm hố và tuyến bố trí thật vững chắc. Ban đêm tung tiền đồn ra xa để báo động sớm, cũng đừng quên mình ở miền Claymore. Thấy các vị đại đội trưởng đã ra về, riêng tôi vẫn còn đứng lại nhìn dòng sông chảy lững lờ. Ông Sĩ đốt điếu thuốc lá đến bên tôi: ai, có chuyện gì không? Tôi qua nhìn ông gật đầu: có chuyện lớn. Ông Sĩ ngạc nhiên: chuyện lớn gì đây, ông 11? 11 là ám danh quen thuộc của tôi, đúng hơn là của đại đội trưởng đại đội 1. Trong đặc lệnh truyền tin, nhưng lại là điều trùng hợp rất ngộ nghĩnh. 11 cũng là cái thứ của Ngọc Vân trong gia đình. Vân có tới 10 anh chị em, và Vân là út. Theo người miền Nam thì Vân cũng là thứ 11. May mắn mấy thằng An Lữ và Tròn chưa hề biết điều này, bằng không rắc rối ngày nào chúng cứ thư 11, thư 11 rưỡi không thôi. Tuy là ám danh trong đặc lệnh truyền tin, nghĩa là danh xưng chỉ có thể sử dụng trên hệ thống siêu tần số PRC-25 mà thôi, và cũng mang tính cách kín, nhưng vì là một đại danh từ vừa chung vừa riêng, lại không hề bị cấm kỵ,
nên kính dễ biến thành hở. Cả tiểu đoàn quân nhân cũ mới nào cũng đều biết, không riêng gì các âm thoại viên, ngay cả ông tiểu đoàn trưởng đôi khi cũng gọi các vị đại đội trưởng và tiểu đoàn phó bằng ám danh cho nó gọn. Tôi mỉm cười nhìn ông sĩ. Đại quý có nhớ hai tuần phép miệng của tôi không? Ông sĩ thoáng ngạc nhiên trong vài giây rồi gật đầu cười. Nhớ. Ông không nhắc chắc tôi đã quên rồi. À, mà ông đã làm đơn chưa? Tôi cười như miếu. Hơn nửa tháng nay, số sáu nghĩ coi tôi có được thì giờ, có được cơ hội để viết một cái đơn, cho dù đó là cái đơn quan trọng nhất đời, đừng xin phép cưới vợ đi nữa hay không? Ông sĩ buông một tràng cười lớn rồi vỗ vai tôi. Xin lỗi toa, tụi mình là vậy, tiền thiên hạ ô chi ô, hậu thiên hạ lạc chi lạc mà. Cái này có nghĩa là lo trước cái lo, buồn trước cái buồn của thiên hạ. Rồi để tay lên vai tôi chỉ vào liều ông tiếp. À, vào đây, trưa nay có Trung Quý Mạnh từ hậu cứ đưa tiếp liệu vào. Ông lấy giấy viết đơn xin phép ngay bây giờ để tôi ký chuyển luôn cho kịp. Tôi sẽ nhắc Trung Quý Mạnh mang tay về chuyển thẳng lên trung đoàn. À, ông dây qua nhìn tôi. Mà ông có biết cái vụ đi phép của đại đội trưởng Nhiêu Khê lắm không? Tôi gật đầu nhẹ xác nhận với ông rằng có biết. Cái Nhiêu Khê về phép tắc mà ông sĩ đề cập tôi được biết trước đây. Qua trung sĩ nhất có hạ sĩ quan bằng một tiểu đoàn sau ngày đính hôn của Vân và tôi. Cái rắc rối này chỉ ảnh hưởng đến các sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy từ đại đội trưởng, không phân biệt cấp bậc trở lên mà thôi. Nguyên nhân phát sinh bắt nguồn từ trận đánh ở Kinh Thác Lát năm 1967 của tiểu đoàn 42 biệt động quân. Đây là trận chiến thắng oanh liệt vang dội của tiểu đoàn 42 biệt động quân với hàng trăm xác Việt Cộng phơi dài theo hai bên bờ Kinh Thác Lát này. Chỉ một điều đáng tiếc là thiếu tá Lưu Trọng Kiệt, tiểu đoàn trưởng, đã hy sinh trong trận. Khi thiếu tá Kiệt nằm xuống, không một sĩ quan thẩm quyền trực tiếp nào hiện diện tại chỗ để thay thế hầu chỉ huy tiểu đoàn, vì ông tiểu đoàn phó, ông sĩ quan ban ba đều đi phép từ trước. Ông tướng tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh kiêm tư lệnh khu 43 chiến thuật nổi lôi đình ký một cái sự vụ văn thư quy định kể từ nay tất cả các sĩ quan giữ chức vụ từ đại đội trưởng trở lên khi đi phép phải được tư lệnh sư đoàn phê chuẩn trước. Sự vụ văn thư này cho tới nay vẫn còn hiệu lực, do đó tôi chỉ có thể leo lên trực thăng về dự lễ rước dâu khi nào cái đơn của tôi được ông thiếu tướng tư lệnh phê chuẩn. Quả là Nhiêu Khê. Vì theo tinh thần cái sự vụ văn thư này thì một sĩ quan dù mang cấp bậc đại úy, nếu chỉ giữ chức vụ cố vấn đại đội hoặc trưởng ban năm tiểu đoàn thì có thể thông dong đi phép với chữ ký của ông tiểu đoàn trưởng. Trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa chắc chỉ có sư đoàn 21 bộ binh là có cái quy định độc đáo này mà thôi. Tôi hỏi thêm ông sĩ một câu. Còn chưa đầy một tháng nữa là đám cưới, đại quý có nghĩ là tôi sẽ mất vợ không? Ông sĩ lại cười thành tiếng lắc đầu. Tôi không có nghĩ vậy. Hai người là một cặp uyên ương cây liền cành à. Hey, thiền thù mà còn chưa chắc chia cách được, xá chi có một vài ngày vắng mặt. Tôi lắc đầu quay về đại đội phân phối công việc cho anh em trước khi trở lại làm cái đơn cho ông sĩ chuyển. Ông sĩ lớn hơn tôi 4 năm tuổi thôi, tức là một người có cùng thế hệ với tôi. Ông phải thừa hiểu rằng ở vào thời điểm hiện nay, quan niệm về lễ nghi còn chịu ảnh hưởng rất nặng nề của một nền văn hóa nửa chừng, cũ thì không quá cũ, mà mới thì cũng chưa hẳn đã tới. Bên cạnh cái nhìn khoáng đạt, cởi mở của một số bậc làm cha mẹ cập nhật được với thời cuộc, thì những đòi hỏi, những câu nệ về lễ nghi của một số cụ vẫn còn rất gay gắt. Ngay cả y phục, tức áo dài khăn đóng hay âu phục và cách lại thường hay lại theo học trò lễ của chú rể trong ngày hôn lễ trước bàn thờ gia tiên cũng đã choáng rất nhiều thời giờ thảo luận, lắm khi dễ đưa đến bất đồng giữa hai họ đàn trai đàn gái, rồi chứ đừng nói chi đến những việc quan trọng khác. Nhiều khi, cái thủ tục rắc rối này không bắt nguồn từ gia đình mà lại phát sinh từ thân họ hai bên. Tôi nghĩ ông sĩ đã lập gia đình từ nhiều năm trước, chắc cũng đã từng trải qua và đã nếm mùi. Chuyện này quan trọng thật chứ chẳng phải chuyện đùa.
Hồi còn bé tôi nhớ rõ trong thân họ tôi, một vài cuộc hôn nhân tan vỡ ngay trong buổi lễ thành hôn, khiến nhiều khi dẫn hai họ đến hận thù nhau dai dẳng. Nhớ hôm trước Tết, buổi lễ đính hôn của chúng tôi diễn ra suôn sẻ trót lọt là nhờ vào tình thương và lòng bao dung của cha Vân. Nếu không có sự dứt khoát của ông, chưa biết địa điểm và ngày tháng tiến hành lễ hỏi của chúng tôi đã trôi dạt đến đâu. Tôi mong ông tiểu đoàn trưởng, người anh cả trong gia đình 2/3 có trách nhiệm, sẽ không đùa với đứa em mình trong ngày trọng đại của nó. Ngày nào năm không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi lợi dụng cơ hội có thể địch còn bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, giở trò này để thiết lập hệ thống phòng thủ. Thiết lập hệ thống phòng thủ là một cách nói cho đúng theo từ ngữ quân sự thật. Ra thì cái hệ thống ở đây ngay bây giờ không giống cái gì cả, không lập lại được cái gì cả. Đang trong mùa nước nổi, tuy nước không dâng ào ạt, nhưng mỗi sáng nhích lên một chút và chưa thấy rút. Đây thuộc vùng sâu chỉ có nước lên và nước xuống thôi. Cuối tháng 6 đầu tháng 7 là thời gian nước đang lên, lên chưa đến điểm cực đại nên mỗi ngày mực nước mỗi thay đổi. Có nhiều căn hầm mới đào tối hôm qua còn khô, sáng nay đã lên láng nước. Mỗi người trong chúng tôi ai nấy ý thức được sự cô đơn của mình khi bị tấn công ban đêm, nên ai cũng chăm chút công sự chiến đấu của cá nhân như cho cộng đồng. Khổ nỗi tứ bề là nước, tuyến bố trí không căng kéo được như bình thường, còn hầm hố cá nhân cũng không thể thực hiện đầy đủ, cũng như không đào móc được theo đúng vị trí. Chúng tôi bị cắt quãng rất nhiều đoạn vì nước quá sâu, một vài quãng cách khá xa. Những chỗ bất khả kháng này, chúng tôi phải áp dụng cách bố trí hầm hố theo tổ tác chiến tập thể, cứ mỗi hố từ 3 đến 5 quân nhân. Ưu điểm của hố tập thể là hỏa lực mạnh, tình đồng đội kháng khích, nâng cao tinh thần chiến đấu, nhưng khuyết điểm cũng không nhỏ, đó là bỏ khoảng cách khá xa, khó quan sát về đêm. Chưa kể chuyện bên địch có thằng nào dài hơi liều lĩnh có thể từ xa lặn tới tiếng bố trí của mình. Còn một cái hại nữa là khi bị pháo rớt ngay vào hố, thiệt hại sẽ gấp 3-4 lần. Nhưng chúng tôi không còn cách nào chọn lựa khác. Nhờ chuyến tiếp tế ban trưa, chúng tôi được bổ sung không những đầy đủ cấp số đạn dược, mà còn được cấp phát dự trữ thêm mìn Claymore, mìn chiếu sáng, đạn súng cối và dầu hỏa cho hệ thống đèn mũi tên chỉ hướng cho không lực khi hữu sự ban đêm. Hai ngày thiết lập và tu bổ, tuyến bố trí chỉ tạm tạm vừa ý tôi. Tôi nghĩ chỉ khi nước rút nhiều, may ra mới sửa sang hoàn chỉnh theo ý muốn được. Xế chiều, trong khi đi kiểm tra chót hệ thống hầm hố, bỗng dưng một ý nghĩ ngộ nghĩnh xuất hiện. Tôi đi thẳng lên tiểu đoàn gặp ông sĩ, đề nghị ông cho thử một bài toán để đo lường sự phản ứng của tất cả quân nhân trong tiểu đoàn từ quan tới lính khi bất thình lình bị tấn công trong tình trạng nước non lõm bõm, coi hay dở ra sao. Ông sĩ ngạc nhiên nhìn tôi và bảo tôi trình bày kế hoạch. Tôi tường trình chi tiết, chúng ta cho tấn công như thật chứ không có thực tập, thật nhưng là giả, nghĩa là ngay bây giờ đại quý cho 3 trinh sát trời đơn vị dưới sẻn đầu đất và súng M16 giấu kín trong áo, máy PRC-25 để trong vỏ sách, sách ngụy trang làm vỏ đựng cá, đi tự nhiên như các quân nhân hay quanh quẩn gian tiếng bố trí đi hái rau bắt ốc, xong lợi dụng khi không có ai chú ý băng ra ruộng bơi hơi xa rồi chọn điểm tìm cái bờ đất cao hay có bụi rậm, có bờ đất có mương sâu, cái gì cũng được, móc đất tạo thành cái chỗ nấp an toàn trước đạn thẳng, khi công tác hoàn tất gọi về tiểu đoàn bằng tần số riêng, nằm ở đó mà chịu chờ lệnh. Đại quý chọn giờ thuận tiện, thường thì sau 5 giờ tất cả quân nhân không ai được ra ngoài tuyến phòng thủ nữa, sẽ ra lệnh cho trinh sát tác xạ vào vị trí đóng quân, tác xạ bổng cao trên ngọn cây hướng doanh trại, phải kiểm soát kỹ đạn đạo và khi bắn phải núp an toàn trong hố, đề phòng trường hợp có nhiều tay súng phản ứng nhanh trả đòn rất chính xác sẽ núp không có kịp. Ông sĩ trầm ngâm một lúc rồi gục gật đầu, à thử nghiệm này cũng hay nhưng nguy hiểm. Đại quý thấy nguy hiểm chỗ nào? Anh không có dự trù phản ứng của súng cối và M79. Tôi mỉm cười trấn an ông, có chứ, ngay khi mấy trinh sát vừa đi, đại quý gọi tất cả các đại đội trưởng lên đây thông báo kế hoạch kín này và dặn về đại đội
lấy lý do tiểu đoàn cần kiểm tra nòng súng cối, nòng M79 để đưa đi đổi, và đại đội trưởng giữ trách nhiệm giữ các khẩu súng này tại đại đội để bảo đảm không cho nó gạt được viên nào. Ông sĩ suy nghĩ một chốc rồi ngoắc một trinh sát, bảo đi gọi trung sĩ Nhất Tài, trung đội trưởng đến. Sau khi nghe dặn dò, Tài nhìn ông sĩ và tôi. Chuyện này em phải đích thân đi mới được. Kế hoạch diễn tiến như dự liệu, đúng 5 giờ 30 phút, ông sĩ cho trinh sát khai hỏa vì ông không muốn để tối hơn nhiều bất trắc. Súng vừa nổ, cả tiểu đoàn phản ứng rất nhanh. Chỗ phát ra tiếng súng địch lập tức bị hàng chục băng đạn M16 và M60 trả dồn. Rất ít quân nhân nhảy xuống hầm vì một là trời còn sáng, họ quan sát rõ nên đứng sổng lưng tác xạ trả miếng, hai là họ nghe được đạn đạo đi cao không nguy hiểm. Họ cho bọn này chỉ là bọn việc cộng cỏ, bắn bậy rồi chạy vã, nên không cần núp dưới mương, dưới hầm làm chi cho ước mình. Chỉ có anh em tác xạ súng cối 60-81 ly và M79 là chạy tố lên đại đội lấy súng lại, bị đại đội trưởng ngăn lại không cho, nên ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì cả. Sau đó khi biết được, cả bọn ôm bụng cười trừ, tròn chọc quê lén mấy ông thầy. Tại tụi mình ngu, không để ý chứ xưa nay đang lúc hành quân giữa động mà đem súng đi đổi nòng, vậy mà ai cũng tưởng thiệt. Thiệt hết cỡ mấy ông thầy. Nói chung một cuộc thử nghiệm chỉ vài giây nhưng rất hữu ích, vì từ tiểu đoàn trưởng đến các đại đội trưởng đều hài lòng khi thấy quân nhân thuộc quyền mình. Ai nấy đều phản ứng nhanh nhẹn nhưng bình tĩnh, đánh giá đường đạn đi chính xác nên không rối loạn, kể cả không thèm nhào xuống hố. Toán cố vấn Mỹ quan sát cuộc thử nghiệm được ông sĩ thông báo chỉ vài phút trước khi nổ súng đã rất tán thưởng thái độ và phản ứng gan dạ bình tĩnh của tất cả quân nhân trong tiểu đoàn.